trời. Đau cổ họng quá ta. Chắc là tối qua mình uống coca nhiều quá cho nên giờ đau cổ họng quá, ngủ không được luôn. Trời, chắc là phải dậy mở máy tính lên làm việc thôi. Trời, hôm qua thức khuya uống coca nhiều quá, bây giờ đau cổ họng quá. Các bạn có nghe giọng của mình có khó chịu thì xin lỗi mọi người nha, mình bị đau cổ họng. Trời ơi, đau cổ họng quá. Ok, và hai xin chào tất cả mọi người. Ủa, anh em ơi, hình như là hôm nay trên mặt của mình nó có cái gì thiếu thiếu thì phải anh em ơi. Anh em biết mình thiếu cái gì không? Nếu bạn nào biết mình thiếu cái gì, anh em hãy bình luận cho mình biết nha. Anh em có 5 giây để bình luận nha. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, cảm ơn anh em nha. Mình không biết là mình đang thiếu cái gì trên mặt của mình nữa. Để mình xem lại coi. À trời ơi, mình nhận ra rồi. Mình bị thiếu cặp mắt kính. Trời ơi trời, cặp mắt kính của tôi đâu? Cặp mắt kính của tôi đâu? Trời ơi, cặp mắt kính siêu đẹp của tôi bây giờ nó đã biến mất rồi. Phải rồi. Ủa, khoan, chắc là lúc mình ngủ mình quên cởi kính đó cho nên nó bị rơi xuống đất. Thì coi coi, nó có nằm dưới giường không? Đâu, để đập cái giường coi. Nhiều khi là nó bị rơi ở bên dưới cái giường mà mình không biết anh em ơi. Tại hồi tối hôm qua, mình thức khuya, mình livestream với lại mình chơi Liên Minh Huyền Thoại, Mini World sinh tồn các kiểu cho nên là mình ngủ về ngủ trễ lắm cho nên mình quên cởi mắt kính ra. Ủa, nó có rơi dưới gầm bàn không ta? Nó không có rơi dưới giường. Ủa, rồi mắt kính mình đâu rồi? Chết tôi luôn rồi, chết tôi rồi anh em ơi. Bây giờ không có mắt kính rồi làm sao mà mình làm việc đây? Mình ngồi trên bàn máy tính mà mình không có mắt kính, mà mình tên là Phong Cận TV, mà bây giờ không có mắt kính nữa thì mình sẽ đặt tên là Phong Không Cận TV à? Phải nào thì thật, không được, mình phải kiếm được cặp mắt kính của mình mới được. Cặp mắt kính ơi, mày đang ở đâu vậy? Mắt kính ơi, mày có rớt trong đây không vậy? Mắt kính ơi, trời ơi là trời, mắt kính của tôi đâu rồi? Anh em ơi, mình nghĩ là chắc bây giờ mình phải tự đi mua một cặp mắt kính mới thôi chứ giờ biết sao giờ. Bây giờ mắt kính của mình cũng đã bị mất rồi. Chẳng lẽ giờ mình để mắt cái mắt của mình như vậy mình làm việc mình sẽ bị cận nặng thêm á, mình phải mua một cái cặp mắt kính mới thôi. Rồi để xem coi. Trong người của mình bây giờ chỉ còn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Có 10 cục kim cương à. Không biết có đủ mua mắt kính không ta? Ok, thôi bỏ vô trong ba lô đi. Rồi, đi qua bên tiệm mua mắt kính đỡ vậy. Trời ơi là trời, tưởng là sáng sớm vậy có thể làm video livestream cho các bạn xem rồi mà ai dè đâu bị mất mắt kính. Bực thiệt chứ. Bây giờ phải qua mua mắt kính mới nè. Trời ơi là trời, tốn tiền gì đâu luôn trời. Hay trời ơi, lại tốn tiền mua cặp mắt kính mới rồi thiệt chứ. À đây, đây chính là chỗ bán kính ở chỗ mình nè anh em đó. Chỗ mình á là có cái tiệm bán kính này nè, anh em thấy là cái tiệm nó màu hồng mình cute for me well. Ok, để vào xem coi. Ai không biết là có ai trong nhà không ta? Cái gì mà sao ông quẩy suốt ngày trời. Ấy anh ơi, anh. Đây. Trời ơi, không ngờ là anh bán kính nhìn mặt đồ đồ cũng biết bắt chen kìa ha. Dạo hôm nay quẩy Vina hay cái kiểu đời hư ảo đêm và cơn mê cái kiểu đó ha. Ê nha, dạ. Tụi em muốn gì? À dạ, không gì hết, em đến đây để em mua mắt kính thôi. Ủa, dạ. Mua kính hả? Dạ đúng rồi. Cửa hàng chúng tôi xin được trân trọng phục vụ quý khách, mời quý khách vào xem. Dạ dạ, ok ok anh. À, wow, ở đây của anh mới nhập về mấy mẫu mắt kính đẹp quá vậy anh? Trời ơi, tất cả những mẫu mắt kính một khi mà được nhập vào cửa hàng chúng tôi bao xịn, bao chất, bảo hành một trọn đời luôn hả? Bảo hành trọn đời luôn hả? Ôi, cái kính này nó có cái chậm kính màu xanh nhìn đẹp quá nè, hợp ý em luôn nè. Kính này bao nhiêu vậy anh? Anh ơi, đây, cúi xuống là thấy giá liền. 100 kim cương. Cái gì? 100 kim cương á? Kính này 100 kim cương. Ồ, mắt kính là pha lê 5 chuốc đó. Pha lê á, kính này là bằng pha lê á, 100 kim cương rồi hả? Nhưng mà bây giờ thôi đem coi coi. Mắt kính này đẹp quá, chắc là mình đặt đắt tiền nè. Mắt kính này màu đen nè, nhìn nó không được đẹp lắm nè, chắc cái này rẻ phải không anh? Hỏi, gọng kính được làm từ titan nữa. Kính cường lực, chống xước, chống nước, 200 kim cương. Cái gì? 200 kim cương? Trời, cái kính màu đen thui thui lùi này nhìn xấu hơn mắt kính này nữa mà 200 kim cương á. Anh, cái bảng này có giá là 10 kim cương nè, cái này là cái gì ạ? Đây là kính ạ, nhưng mà kính này là kính nhập từ Quảng Châu Trung Quốc qua Thái Lan rồi nó bị Ôi, cái mắt kính này nhìn nó cũng hợp ý em nè. Anh nhìn nè, cái mắt kính này nó nhìn nó hợp ý em nè, chắc là đeo vào mắt được á. Mời kim cương ơi, cái hàng này mày không cho tao vứt đi à? À dạ dạ, ok, mời kim cương này đây, em trả anh 10 kim cương, em lấy cái mắt kính này nha. Trời ơi, anh em nhìn nè. Ôi, trời. Ủa đây nhìn nè, cái mắt kính của nó nè, cái gọng màu đen nè, cái tròng màu trắng, nhìn y hệt cái mắt kính cũ của mình luôn. Được, vậy em lấy cái mắt kính này nha. Ok anh, em thanh toán cho anh nè. Dạ, anh. Ok anh em ơi, thì mình đã mua mắt kính mới rồi đây. Và anh em nhìn nè, trời ơi, nhìn mình đeo mắt kính này vô á, mình nhớ lại lúc mà cái Mini World nó chưa cập nhật cái mắt kính hình tròn á anh em. Mình cũng đeo cái mắt kính này nè, trời ơi, nhìn nhớ lại tuổi thơ ghê luôn á trời. Thôi chắc giờ mình về nhà thôi. Trời ơi trời,
con gì vậy? Con gì đang lùi lùi vậy? Anh em ơi, bên trường mình, ui, nó nhìn mình kìa, nó nhìn mình kìa anh em ơi. Nó có tấn công mình không vậy? Sao nhìn nó ghê quá vậy? Ui, anh em nhìn kìa. Ui, khoan, nó đang nhìn mình, nó đang nhìn mình. Ui, anh em ơi, con này là con gì vậy? Anh em nhìn cánh tay nó kìa. Ui, cái tay nó dài thòng lòn luôn. Mà còn cái người của nó thì đen thui rồi, lùi nâu nâu nè. Con mắt của nó thì nó có 1, 2. Ôi trời, đứng coi. Trời, đứng con nào đứng yên coi. 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 con mắt luôn. Ôi, mà sao mấy con này nó có nhiều trong trường quá vậy? Mình có bị hoa mắt không vậy ta? Chết rồi. Chắc cái mình bị hoa mắt rồi. Mình phải cởi cái mắt kính này ra để mình chùi lại cái mắt kính coi coi. Mình có bị hoa mắt hay không? Cởi ra. Mấy con quái vật đâu mất tiêu hết rồi. Ủa, mình mới thấy nó đứng đây đông lắm mà. Hồi nãy gần cả 100 con đứng ở đây luôn mà sao bây giờ không còn con nào vậy? Ủa, nó có chạy ra ngoài đường không vậy? Ủa kìa anh em ơi, sao mà tự nhiên mình mới cởi cái mắt kính ra, mình lao cái kính cái thôi mà làm gì sao mấy con quái vật nó biến mất hết rồi? Ủa trời, nó có trong trường không vậy? Ủa kỳ vậy ta, đâu để mình đi vô trong trường coi. Mình nghĩ là bọn nó chạy vô trong trường chẳng hạn. Ủa, cũng không có luôn. Bên phòng hiệu trưởng có không ta? Cũng không có luôn. Ủa, bọn nó đi đâu rồi? Hay là bọn nó lên trên sân thượng của trường ta? Mình phải lên mình kiếm coi. Tự nhiên không, mình cởi mắt kính ra, mình lại không thấy con nào hết. Ủa, cũng không có luôn. Trời, bọn nó không có ở đây luôn anh em ơi. Vậy là bọn nó biến mất đâu hết rồi. Ủa kìa, mới rõ ràng rất là nhiều con đứng ở đây luôn, bây giờ lại không thấy con nào. Chẳng lẽ là lắc hả trời? Có chuyện gì xảy ra vậy? Đâu, để mình đeo. Hay là anh em ơi, mình nghi ngờ nha. Hình như câu chuyện này nó liên quan đến cái cặp mắt kính mà mình đang đeo thì phải. Bây giờ đâu để mình thử mình đeo cái mắt kính vô lại coi. Đeo lại coi. Đeo vô lại coi. Nó lại đứng xung quanh đây nữa rồi anh em ơi. Hồi nãy mình cởi ra thì nó biến mất, còn mình đeo kính vô thì nó lại xuất hiện. Chẳng lẽ là cái mắt kính mà mình đang đeo chính là mắt kính có thể nhìn thấy được những con vật này hay sao? Ủa nhưng mà những con này là những con gì vậy ta? Để mình lại gần mình xem coi. Nó tên là gì vậy? Để coi coi, nó hiện tên nè. Để coi coi, chỗ sao cái tên của nó bị hiện ở trên cao mà không thấy được. SCP-178. Anh em ơi, không ngờ là trong cái trường học ma quái của mình cũng có SCP nữa anh em. Mình không ngờ là trường học ma quái cũng có SCP nữa đó, trời. Nhìn nó ghê quá. Mình nói thiệt với anh em luôn á, nhìn bụng nó ớn quá, mình sợ quá. Nhưng mà không biết mà nó cứ tấn công mình không ta. Mình chắc mình phải lên mạng mình tìm hiểu thử mấy con này quá. Nhìn bụng nó lúc nhúc nhìn ớn quá. Mình nói thiệt luôn, mình nổi da gà với bụng nó luôn á trời. Rồi coi coi, đánh thử con coi. Mày hả? Ủa, nó có làm gì mình không? Ôi anh em ơi, nó đánh chúng mình là mình, nó đánh mình. Mỗi lần mà nó đánh mình là mình sẽ bị hiệu ứng độc anh em ơi. Trời ơi anh em nhìn nè, cái móng tay của nó dài như thế này nè, cho nên nó đâm vô người mình. Ôi, cái con này nó phát hiện nó mình rồi. Trời chạy anh em ơi. Trời, cứu tôi với. SCP xuất hiện trong trường nè, cứu tôi với. Ôi may quá, chạy được rồi. Ôi, bên nhà ông hàng xóm cũng có một con luôn nè. Trời ơi anh em ơi, mình sợ quá. Liệu rằng là mấy con này nó có xăm chim trái đất không ta? Anh em ơi, mình rung quá. Đúng rồi, hình như là mình thấy gì mình để ý là nãy giờ á, thì có SCP này á, nếu như mình không làm gì nó và mình không có nhìn thấy nó thì nó sẽ không làm gì mình. Nhưng nếu như mà mình đụng vào nó hoặc là mình có biểu hiện là mình thấy được nó thì nó sẽ giết mình để diệt khẩu. Con này coi bộ là ác quá, mình sợ quá. Chắc là bây giờ mình phải vô mình kêu anh Mr. Dịch mới được. Mình nghĩ là anh Mr. Dịch có thể làm được thêm một cái cặp kính như thế này nữa, và mình kêu ảnh là phải qua đây tiêu diệt bọn SCP này mới được. Mấy con SCP này bọn nó nguy hiểm lắm, không được rồi. Anh Dịch đây. Ok các bạn ơi, thì mình mới vừa chạy về nhà. Mình sợ quá, và mình có đủ thêm anh Mr. Vịt ở đây. Anh em nhìn nè, anh Mr. Vịt cũng đeo một cái cặp mắt kính giống y mình luôn nè. Hề nó đúng khó chịu luôn. Cái kính này là nó đeo vô mà chỉ muốn banh cái con mắt ra luôn á, như kiểu đâu nhặt từ bãi rác hay sao vậy? Trời ơi, bãi rác gì đâu anh. Cái mắt kính này á là cái mắt kính của SCP, thì khi anh đeo mắt kính này vô thì anh sẽ thấy được SCP á. Hề tính là từ đó giờ anh chưa đeo kính luôn á. Thôi bây giờ em kêu là đâu, chỗ nào ma quỷ quái nè, em nói anh nghe nè. Hồi nãy á, lúc mà em đi qua bên trường á thì em không thấy gì bên trường cả, nhưng khi mà em đeo cặp mắt kính này vào á thì em mới phát hiện là trong trường của mình có rất là nhiều những con SCP ở trong đó, và em sợ rằng những con SCP này nó sẽ phá trường của mình. Cho nên là bây giờ em rủ anh nè, em đưa anh cây kiếm nè, anh với em hãy cùng nhau đi qua đó tiêu diệt bọn SCP đi anh.
Trời ơi, tao này chơi game nhiều quá thì ảnh hưởng rồi. Thiệt á, trời ơi, em nói thiệt mà, có phải là chơi game nhiều đâu. Ôi, anh em đi trước em chuyển coi coi. Đi, ok rồi, đi nè, đi nè. Bây giờ là mỗi người đeo một cặp mắt kính, mà thế nào cũng thấy SCP cho coi. Nè, đi qua đây, qua đây. Nè, nè, nè. Ồ, gì tới nhìn kìa, SCP quá trời kìa. Cái gì vậy? Alo. Con gì vậy? Anh lại gần đây thì con SCP này á, theo như em tìm hiểu trên mạng á thì nó sẽ không làm gì mình nếu như chúng ta cứ kiểu như là chúng ta giả bộ như chúng ta không nhìn thấy nó, chứ chúng ta mà biểu hiện chúng ta nhìn thấy nó thì nó sẽ giết chúng ta. Họ anh nhìn kìa. Hello. Hello gì? Anh ơi, anh bị điên hả? Cái con SCP này nè, một khi mà chúng ta không thấy nó, có nghĩa là nó sẽ không thấy chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta kiểu chúng ta có biểu hiện chúng ta nhìn thấy nó thì nó sẽ giết chúng ta để diệt khẩu á, anh biết không? À, về giết nó trước được. Bây giờ em mới nói là bây giờ chúng ta phải giết từng con nè, không thôi nó phá trường của một mình luôn đó. À, ôi giờ em đánh một con bên này rồi em đánh những con còn lại nghe. Ok ok rồi, chuẩn bị nha. Mấy con SCP này các bạn nhìn kìa, trời ơi, nhìn nó ghê quá. Thôi rồi, mình phải tiêu diệt nó thôi vậy tới. Ôi, nó lại gần dịch kìa, Nhìn mặt mấy cái con này trông như kiểu bắn gọi là trân châu đường đen. Phải rồi, trời nó luôn. Mày hả mày? Ôi, giết nó anh ơi. Mày hả mày? Ây da, nó quýt lẹ em. Con này yếu quá, thật cho hai cái chết bao. Anh ơi, nó đánh em là em bị độc nè. À, chết em rồi, em bị độc rồi. Ôi, trời. Ủa, cái này nó yếu mà nó có độc quá hả kìa? Nó có độc quá, cái ngón tay của nó có độc quá. Trời ơi, cái thằng này nó dùng ngón tay của nó mà nó đâm vô người. Ôi, cái SCP này nó có khả năng móc đít cho phong hủy. Tao la, tao bậy gì vậy? Ôi, lại gần anh kìa. Mày lại gần anh dịch tao hả? Ui, có con. Đây, chạy trốn mày. Chạy trốn mày. Ủa, mà sao, kỳ lạ, ta phải đeo cái kính này mới nhìn thấy hả? Đúng rồi, anh cởi mắt kính ra, anh sẽ không nhìn thấy nữa. Hồi nãy em mới thử rồi. Mày SCP hả? Mày lại nè, SCP hả mày? SCP nè. SCP này. Lại đây. Ấy, thế đó SCP nè. SCP nè. Mau lên trên hả anh Hửi ơi. Tào lao anh mới bậy vậy. Ừ, còn mấy con SCP, hình như mấy con SCP này á là bọn nó không có chơi theo bầy đàn. Con nào là bọn nó sẽ con đó thôi. Mày nè. Bầy đàn đứng đông với nhau cùng anh em kia kế. Con chạy lại gần em. Mày hả mày? Ui. Hay chưa? Con này nguy hiểm quá anh ơi. Khoan. Con kia giết bọn nó luôn đi anh. Mày ghen lắm SCP à. Mày dám đi vào trường của tao mày hù dọa mọi người hả? Hù dọa nè. Ôi, cái trần cái dịch nó mà lấy ngón tay ấy, đánh anh chết luôn á. Bên này còn ngón tay móc đít nó thối lắm. Trời ơi, nó bậy quá. Mày nè, SCP nè. Con nào anh? Ôi, trong bên này còn con này. Trong sân bóng con nè. Sân. Em luôn SCP nè. SCP nè. Ôi, còn một con bên đây để em đào cái đào này nó khó quá rồi. Để tìm đường đi ra giết con bên đó luôn. Mày hả? Ôi giời ơi, con này á khi mà nó đánh con mình là bọn mình sẽ bị hiệu ứng đói anh. Em bị đói nè, giờ em mất máu từ nè. Con này nó không biết người hiệu ứng thúi. Trời, nó tưởng hiệu ứng thúi hả? Phải nồi hiệu ứng thúi. Ở đâu rồi? Đâu rồi, còn con nào không vậy? Hết rồi. Ôi, sợ quá. Em thời luôn á. Mấy con SCP này á, mới đầu bọn em nhìn thấy bọn nó, em kiểu em giật mình luôn anh. Trời ơi, mấy con SCP nhìn nguy hiểm vậy chứ. Còn con kìa, giết nó. Mày chạy hả? Mày dám trốn hả? Đúng là SCP này thông minh quá này. Anh biết SCP này tên gì không? Con này là SCP 178. Đó. Giết đi. Hả? Con này là SCP trên trâu đường đen. Gì SCP trên trâu đường đen? Cái đó cái mắt của nó phải là trên trâu đường đen đâu. Ok, thôi mình đã giết rồi nó. Mấy con SCP này có bộ nguy hiểm quá. Ok, và hôm nay mình với anh Mr. Dịch đã cùng nhau đi giết được bọn SCP rồi anh em ơi. Thì cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube các thành viên trong team Hero, chính là anh Mr. Anh Dịch. Trời ơi, SCP nó không giết em mà anh giết em luôn là sao hả Dịch? Hả Dịch, Dịch chơi kỳ Dịch. Hả Dịch? Ôi là trời. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của anh Mr. Vịt và Timmy TV, Camui TV nè, Mèo Simmy, Sammy Đào, Khang Dừa và còn một người bạn nữa chứ là gì? À quên TV. Là Kairon TV nhầm. Trời ơi, bạn bè mà quên tên nhau luôn. Trời. Để ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.